Xin chào mọi người nha. Thì hôm trước thì cháu cũng chia sẻ một cái video ngắn để chia sẻ với mọi người cái bài chữa vấn đề là mẩn ngứa ngoài da, tắm cho trẻ em hay là trường hợp là viêm da thì dùng cái cây giềng. Thì có nhiều người bảo là cái củ giềng thì dùng trong cái món giả cây ngon lắm. Và thứ hai là dùng thì ăn rất là ngon. Thì ngày hôm nay Huân cũng muốn chia sẻ với mọi người cái vấn đề là cái cây giềng này, cái tính chất của nó như nào. Cây giềng thì rất nhiều luôn mọi người. Cái này thì những ai mà gặp tình trạng đau đầu gối, đau lưng hoặc là tình trạng là chúng ta tiêu thực kém, tức là ăn nó có đầy hơi, khó tiêu, không tiêu được thì chúng ta có thể dùng cái củ giềng. Thế còn lá này thì tắm sẽ hỗ trợ cho những ai mà gặp tình trạng là mẩn ngứa ngoài da, viêm da cơ địa hoặc là mẩn nấm ngứa nhá. Đấy. Thế còn cái củ đây này. Đây là cái cây này là cái cây mà gia đình thì đã múc lên và nó đã trồi lên đây. Mọi người có thể thấy này. Đây là cái củ giềng. Đấy. Cái củ giềng thì trong đông y gọi là cái củ cao lương khương, tên của nó theo đông y gọi là cao lương khương. Trong đông y thì giềng có tên khác là cao lương khương và nó có tác tính ấm mọi người nhá. Đấy, nó rất là nhiều và cũng được sử dụng trong rất nhiều món ăn ở Việt Nam mình, như là món thịt giả cầy, như là thịt lợn rang giềng. Đấy, và một số các cái món ăn khác mà mình hay sử dụng đó là món cá kho giềng và rất nhiều các cái món ăn nữa. Và theo đông y thì giềng cũng là một loại dược liệu gọi là cao lương khương và có tác dụng rất là tốt trong vấn đề là trị viêm, chống viêm. Nó có tính ấm, nó có tác dụng là chữa chứng khó tiêu này, đầy bụng ở hơi này, hắc lam lăng ben, tiêu chảy, viêm họng, giảm đờm và đau xương khớp. Thì theo nghiên cứu công bố trên Costeris và Stonetsch, nhà khoa học đã chứng minh rằng là chiết xuất từ củ giềng thì làm tăng sinh axit hyaluronic, một trong những chất là dưỡng ẩm và hạn chế nếp nhăn. Những ai mà gặp tình trạng là nám hoặc là tình trạng về da như chàm, bỏng ngứa, lấm thì có thể dùng. Ngoài ra thì nó cũng có một cái chất có tác dụng là chống tác dụng là kháng lấm, chống viêm và hỗ trợ cho những tình trạng ung thư rất cao, đặc biệt là phổi và trực tràng. Đấy. Cái cách dùng củ giềng này thì rất đơn giản, chúng ta có thể dùng cái củ giềng khô, mình phơi khô sau đó mình kết hợp thêm các vị khác như là thiên liên kiện, củ giềng khoảng tầm 20 g, thiên liên kiện khoảng tầm 16 g, quế khoảng tầm 20 g và thạch xương bồ khoảng tầm 20 g, trần bì là 20 g, sau đó mình ngâm với rượu khoảng tầm 1 lít rượu, ngâm khoảng tầm 10 ngày là mọi người có thể dùng được. Sau đó thì mình sẽ lấy những cái thấm vào chỗ đau hoặc là trị đau như xương khớp, viêm khớp hoặc là phong thấp thì mình sẽ lấy giềng này, vỏ quýt này, hạt tía tô này, mỗi loại tầm 60 g, thì sau đó mình pha với dùng với nước sôi, đun nước sôi lên uống mọi người nhá. Tình trạng mà đau nhức xương khớp cũng được cải thiện rất tốt. Đấy, ngoài ra thì mọi người cũng có thể dùng cái củ giềng để chúng ta dùng trong cái bài xoa bóp chườm. Cái đơn giản nhất từ cái bài giềng đó là chúng ta sẽ dùng cái củ giềng này mọi người. Đây. Bây giờ mọi người sẽ lấy cho Huân một củ. Cái củ này thì nó đã được đây, những cái củ như này. Thì đây là cái củ giềng mà đã được múc lên. Đấy, mọi người sẽ lấy cho Huân khoảng tầm 50 gram thôi. Mình tươi này, mình sẽ đem về mình giã nhỏ, thái nhỏ, sau đó mình sao lên trong chườm các chị nhá. Đấy. Nói chung là tình trạng bệnh của mỗi người khác nhau và cái cách dùng cũng khác nhau. Không nhất thiết là chúng ta phải dùng theo một cách nào cả, và chúng ta cũng biết là rất nhiều người là chúng ta đây ngủ vào. Sau khi đem về các bác chị, chúng ta cắt hết bỏ hết toàn bộ phần rễ ra, sau đó mình sẽ rửa sạch, sau mình sẽ thái nhỏ giã ra, sau đó sao lên chườm trực tiếp vào chỗ đau các bác chị nhá. Mình sẽ thái nhỏ ra miếng giềng ra như này, sau đó mình qua chị giã nhỏ cho, giã thật nhỏ ra, sau cho lên bếp chúng ta sao, sau đó mình rang chườm. Có rất nhiều cách, chúng ta có thể là đem kết hợp với ngâm với thiên liên kiện và chúng ta làm rượu xoa bóp cũng rất là tốt quá chị nhá, đơn giản rẻ mà không tốn tiền. Đấy. Sau khi các anh chị đem về nha, chúng ta thái nhỏ sau đó mình giã ra như này các anh chị nhá. Đây mọi người nha, sau khi chúng ta giã xong thì các anh chị cho lên bếp chúng ta sẽ đảo lên cho cháu nha.
rang khoảng tầm 5 đến 10 phút là được. Sau đó mình bắc ra, mình cho khăn sạch, sau đó các chị chườm trực tiếp vào chỗ đau nhá. Sau đó các bạn cho thêm cho mình khoảng tầm 10 gram muối ăn nhá. Muối ăn là để nó dẫn, muối thì có tác dụng là rất tốt trong việc dẫn các cái tinh chất trong các cái loại cây, ví dụ như là cây ngũ gia bì ấy, rồi là các cái cây khác. Mình sẽ đảo lên, đảo lên khoảng tầm 2 đến 3 phút là các anh chị cho thêm cho cháu khoảng tầm 50 ml rượu trắng nha. Đảo cùng luôn. Sau đó đây mình sẽ bắc ra, mình cho ra một cái khăn sạch, một cái khăn xô. Đấy, các anh chị chúng ta sẽ đắp chườm trực tiếp vào chỗ đau nha mọi người nha. Sau đó thì mình sẽ cho ra một khăn sạch hoặc là một cái túi lọc trà như này mọi người nha. Sau đó các anh chị chườm trực tiếp vào chỗ đau cháu. Ngoài thế không, nó rất là nóng và nó vẫn còn bốc hơi này. Đấy, bốc hơi này. Đấy, thì là chúng ta sẽ chườm. Cái bài này thì chúng ta chườm trong các trường hợp mà đau nhức này. Đấy, trừ cái trường hợp khô, khô khớp không nên chườm nha mọi người nha. Đấy. Đây. Đây mọi người. Đấy, thôi cho mọi người xem này. Đây. Nó rất là nóng. Mọi người đang bốc hơi à. Đấy. Và mình sẽ cho vào đây, sau đó mình thít cái dây lại. Đấy, các chị chườm nhá. Đau ở đâu chườm đấy. Đau ở cổ gáy chườm cổ gáy, mà đau ở lưng chườm lưng nhá. Và đừng quên cho Đào Huân, hiện Đào Huân làm trong lĩnh vực thuốc nam. Các bác chị cần hỗ trợ gì có thể tìm kiếm Lương Nghi Huân, Huân sẽ chia sẻ giúp đỡ và hỗ trợ các bác chị nhá.